Rồi các bạn ơi, chào tất cả các bạn nha. Thì mấy ngày qua mình làm dìu 6 các bạn. Nhưng mà dìu 6 mấy ngày qua mình làm thì mình áp dụng theo những cái cách của các anh ở trên mạng, của kinh nghiệm chỉ cho mình á. Nhưng mà mình cảm thấy là kiểu như mình chưa có gặp nó sự thật ở ngoài á, cho nên mình cũng còn mập mờ lắm, mình chưa có áp dụng được. Thôi bữa nay mình sẽ quyết định là mình sẽ làm lại một con dìu 6 mà làm theo cảm quan của chính bản thân mình nha các bạn. Có nghĩa là mình sẽ làm con dìu 6, nang thì mình giót rồi nè, khung thì mình cũng đã làm rồi. Mình sẽ làm theo cái cách riêng của mình, kiểu là mình sẽ thấy là như thế nào mà cảm thấy nó ok là mình sẽ cột thôi, chứ mình không có canh đo bằng những cái thông số chính xác nữa các bạn. Thì thực sự là những con dìu trước đây mình làm á, toàn là mình canh, mình nhắm mà nhắm nó ngay là mình làm thôi, chứ mình thực sự là mình không có đo hay là gì hết trơn các bạn ơi. Ổng gài mấy con dìu 6 nhỏ nhỏ mình làm á, thì mình áp dụng đủ hết trơn cái công thức vô, cho nên giống như là nó bị lõn luôn, lõn hết trơn những cái thông tin đó, cho nên là áp dụng đưa vô chất quốc các bạn, nó bay không được. Mà mặc dù người ta vẫn làm bằng cách đó nhưng mà ta bay được, rồi cái lượt mình làm bay không được. Bây giờ mình sẽ làm con dìu 6 nha, theo cảm quan của mình nhìn thấy như thế nào mình làm như thế đó nha các bạn. Đó, đây thì nang mình đã giót rồi nè, 1m4 ha, mình giót nó rất là nhỏ. Tuy nó nhỏ nhưng mà đây là tre già cho nên nó rất là chắc chắn các bạn ơi, không sợ gãy đâu. Còn đây là cái thân chính nè, đó. Thân chính thì cái đầu mình sẽ vuốt cho nó to hơn, nhỏ dần về phía đuôi nha. Rồi thôi bây giờ để mình còn một hơi, mình sẽ cho các bạn xem coi là con dìu mình làm bằng cảm quan của mình á, nhìn nó như thế nào nha. Rồi, vậy là đây là xong con dìu 1m4 của mình rồi nè các bạn. Đây là cái khung của con dìu nha. Con dìu này làm thì coi như là mình thấy nó đồng rồi mình làm thôi, giống như những con dìu trước mình làm nha, chứ mình không có đo theo đúng một cái tỷ lệ nào hết trơn á. Giá dìu vậy thôi, mình thấy đồng là mình làm thôi, đồng như canh vô vừa vừa là mình cột, mình không có canh theo số liệu nào hết nha các bạn. Chứ sẵn lên nhà nói luôn với các bạn nè, sau lưng mình bạn thấy không, đây là cái miếng gỗ mít nha các bạn. Ồ, nặng quá. Đó, đây là miếng gỗ mít nè, bạn thấy nó dằn ươm không, với lại thêm ống tre nè, ống tre khô sẵn rồi, nó có luôn cả cây đục nữa các bạn. Thì những cái thứ này á mình chuẩn bị để mình làm cái sáo dìu bằng tre, với thêm lại là miệng bằng gỗ mít đó các bạn. Nhưng mà do mấy con dìu 6 này mình làm hoài nó chưa có được cho nên là mình chưa có làm. Thì hôm nay á là làm con dìu 6 này nè, nếu như mà bay được á thì mình có thể là mình sẽ làm con lớn hơn để mình gắn sáo lớn. Còn nếu như mà vẫn chưa bay được á thì chắc là mình phải tạm ngừng làm dìu 6 lại. Đợi khi mà mình đi học cách làm dìu 6 về á thì mình sẽ làm lại mấy dìu 6 nha, chứ thực sự là nếu như mà làm con này không được nữa thì không thể nào làm được các bạn ơi. Thực sự nó quá khó đi. Đó, thì hôm nay mình sẽ làm con này. Nếu như bay ổn á thì mình sẽ tiếp tục là mình làm con lớn hơn để mình gắn sáo. Còn nếu như không bay được nữa thì mình tạm ngưng nó lại, mình sẽ chuyển qua mình làm sáo nha. Mình làm sáo để mình gắn vô dìu trần dìu thẫn, mình tả cho nó đã nha các bạn. Dìu trần dìu thẫn của mình mấy con dìu trước mình làm bay chân à. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ đi dán cái áo nha. Hoàn thành con dìu xong luôn cơ. Đây là con dìu của mình nha, con dìu 1m4 nha các bạn. Đó, 1m4 nhưng mà mình làm cái bụng nó hơi nhỏ, với lại mình kéo hai cái đầu cánh nè, hai cái đầu cánh nó cũng không có gọi là kéo căng quá, cho nên nhìn con dìu mình nó dài thòn các bạn ơi, nhìn nó ốm mà nó dài nữa ha. Với lại hôm nay thì mình chưa có thả thử con dìu này được các bạn, tại vì bây giờ là trời mưa rồi, trời mưa với lại bây giờ trễ lắm rồi các bạn ơi. Để mình coi mấy giờ nha. Bây giờ 5:20 rồi mà trời đang mưa, các bạn nhìn bầu trời nè. Ủa, mịt mù âm u chân. Thì con dìu làm xong rồi mình sẽ để đây nha các bạn. Mình cất đi. Rồi mai hoặc ngày mốt thì có gió mình sẽ xách ra mình thử con dìu này nha. Thì hy vọng nó sẽ bay được nha. Đây. Đây là mặt sau của nó nè. Nhìn dìu mình nó hơi bị ốm mà. Dài quá. Do mình không có cái bụng mình không có muốn làm lớn quá. Với lại thêm hai cái cánh mình không muốn kéo lên thêm thì để như vậy đi.
Trước tiên là mình sẽ thả như thế này đi. Còn nếu mà không được nữa mình thả chỉnh lại nữa nha. Nang thì vuốt khá ổn rồi đó. Rồi, bây giờ mình dừng video đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo mình sẽ thả thử con diều này nha. Hôm nay thì trời mưa với lại trễ quá mình thả không kịp nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.